là những minh tinh hoa ngữ hàng đầu, những mỹ nhân kỳ cựu và cả những ngôi sao trẻ đã và đang chinh phục khán giả và sở hữu sự nghiệp thăng hoa, được nhiều khán giả yêu mến bằng tài năng, được chui rèn qua nhiều thử thách. Và họ đã khiến không ít người hâm mộ càng thêm ủng hộ, quan tâm khi đối phó với mỗi khó khăn để vươn lên thành công như ngày hôm nay bằng những chân lý được họ đúc kết bằng nhiều câu nói vô cùng tâm đắc. Những câu nói tâm đắc để đời của hàng loạt mỹ nhân hoa ngữ. Thứ nhất, Phạm Băng Băng. Vốn được xem là tâm điểm chú ý của truyền thông hoa ngữ mỗi khi xuất hiện, không ít lần Phạm Băng Băng rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì những scandal trời ơi đất hỡi. Để đáp trả đanh thép với những tin đồn thị phi, Phạm gia không ít lần phát ngôn những câu để đời trong sự nghiệp đầy hào quang của chính mình. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc, những kẻ xấu sẽ cười. Chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến của người khác? Tôi chưa bao giờ sống vì người khác. Hãy sống trước hết vì bản thân đã. Thứ hai, Dương Mịch. Trong số tiểu hoa đán nổi bật hiện nay, Dương Mịch là một trong những gia nhân hoa ngữ vướng vào thị phi cả về sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Là một người phụ nữ thông minh sắc sảo, những ngôi sao đã từng có những phát ngôn đắt giá trở thành nền tảng để cô có thể tiếp tục sống cùng với thị phi và vươn lên cùng những thành tựu được nhiều người nể phục. Dựa vào năng lực của bản thân mà đứng lên, dựa vào hai bàn tay trắng của mình mà kiếm cơm, dựa vào đôi mắt của mình mà nhìn thế giới. Cho dù đến lúc không thể chịu đựng được nữa, cũng không được để bất cứ ai lấy đi cuộc sống của mình. Nếu không thể dựa vào thế giới thì hãy tự dựa vào chính mình. Cho dù thế giới không yêu bạn thì hãy tự yêu lấy bản thân. Thứ ba, Trương Tử Di. Là một trong những đại hoa được yêu mến bởi tài năng diễn xuất đáng kinh ngạc trên màn ảnh quốc tế, Trương Tử Di cũng khiến bao người sửng sốt trước những phát ngôn đầy tâm đắc của mình khi được phỏng vấn và chia sẻ về những thăng trầm, những sóng gió mà cô đã phải trải qua trên con đường trở thành minh tinh màn bạc châu Á nổi tiếng cả thế giới. Chẳng ai may mắn suốt đời được. Tôi nghĩ rằng may mắn thì ai cũng có, cơ hội thì chia đều cho tất cả. Mấu chốt là chúng ta có đủ bản lĩnh để bắt được và phát huy nó hay không mà thôi. Không phải cứ dùng mưu mẹo hay thủ đoạn thì sẽ đạt được thành công. Điều bạn cần nhất chính là nỗ lực không ngừng. Thứ tư, Triệu Vy. Đằng sau ánh hào quang của một cô gái vô danh từng bước trở thành nữ diễn viên, nghệ sĩ hoa ngữ nổi tiếng và là một trong những nữ tỷ phú trên thương trường nhiều cạnh tranh như hiện nay, Triệu Vy đã trải qua không biết bao lần thách thức. Và mỗi khi bế tắc trước thời cuộc, nàng én nhỏ đã dùng đến những nỗ lực cố gắng của mình để vượt qua và sau này cô đã đúc kết nhiều điều mà bản thân tự chiêm nghiệm thành những câu châm ngôn tâm đắc khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong cuộc sống, người có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là chính bản thân tôi. Ai đó có thể dạy cho bạn làm điều này, điều kia, nhưng làm như thế nào là quyết định ở bạn. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, đã là chuyện cũ nên quên nó đi. Dù bạn làm tốt hay còn sai sót cũng là quá khứ, cần tiếp thu và sửa đổi. Không thể mãi nghĩ đến sai lầm. Thứ năm, Châu Tấn. Nàng thơ đến từ Trung Quốc của Hollywood, Châu Tấn cũng là một người từng trải qua rất nhiều sóng gió trong sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Và khi được truyền thông phỏng vấn, cô đã không ngần ngại chia sẻ bằng những câu nói gói gọn tất cả những triết lý mà cô nhận ra trong khoảng thời gian khó khăn. Chính những lý lẽ tâm đắc này đã đưa Châu Tấn đi đến những thành công đầy bất ngờ và xứng đáng có được như ngày hôm nay. Đến một giai đoạn nào đó trong đời, bạn sẽ phải đối mặt với trở ngại không thể vượt qua. Lúc ấy, bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ cách khắc phục. Giống như ngồi trên vòng đua quay vậy, đến điểm cao nhất rồi thì sẽ đi dần xuống mặt đất. Đó không phải là từ bỏ mà là bước sang giai đoạn mới. Bởi vậy, cần một con người mới, một thái độ sống mới. Tôi nhận ra, trở thành một diễn viên giỏi là chưa đủ. Tôi còn muốn được khán giả yêu mến và trân trọng. Muốn vậy nhất định phải là một diễn viên vừa có tài vừa có đức, luôn luôn trau dồi phẩm hạnh, giữ cho mình tránh khỏi những thị phi là yếu tố cần trong tất cả các nghề nghiệp chứ không chỉ trong nghề diễn. Thứ 6, Thư Kỳ. Trong số các đại hoa thành danh trên mảnh đất hào nhoáng Hollywood,
Thước Kỳ là một trong số những nữ diễn viên có số phận long đong vì quá khứ không mấy đẹp đẽ mà cô muốn lãng quên nhất trong cuộc đời. Chính những cay đắng, những cơ cực và cả khó khăn lẫn chỉ trích đã đẩy Thư Kỳ trở thành một trong những ngôi sao châu Á mạnh mẽ, dám đối diện với quá khứ của mình và vươn lên để được công nhận trong một hình ảnh mới. Với những biến cố trong cuộc đời mình, Thư Kỳ đã gói gọn những ý chí nghị lực ấy bằng những câu nói hết sức đắt giá, khiến không ít khán giả ngưỡng mộ và tôn trọng. Đâu phải phụ nữ cứ cởi áo là thành công và nổi tiếng. Sự nổi tiếng luôn được đánh đổi bằng mồ hôi, sự nỗ lực và vượt khó. Tôi nghĩ tuổi 18 đã qua mang theo cá tính, ý chí mạnh mẽ của thời thanh xuân. Thế giới này dù mưa gió bão bùng cũng sẽ có lúc tan. Mặt trời chói chang nào có dài lâu, rồi bóng tối sẽ ập đến. Chúng ta đừng chỉ trích, chửi rủa nhau nữa. Cuộc sống này chỉ tốt đẹp bằng sự ấm áp, yên bình, áp đảo đi nỗi đau đang thường trực ở mọi nơi. Thứ 7, Triệu Lệ Dĩnh. Từ một nữ diễn viên vô danh tiểu tốt đến ngôi sao trẻ khuynh đảo làng giải trí Hoa ngữ như hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh đã làm nên điều không tưởng khi chứng minh thực lực diễn xuất của mình. Tuy chỉ là tay ngang lấn sân điện ảnh nhưng đã thu về không ít những vai diễn thành công. Thế nhưng, bản thân cô gái này luôn chịu đựng những chỉ trích song hành cùng với đội nổi tiếng ngày càng lớn. Và trước những thử thách, những scandal không đáng có này, người đẹp họ Triệu cũng có những phát ngôn sáng giá mà cô đã dùng để trở thành lý lẽ sống còn trong thế giới showbiz Hoa ngữ nhiều cạm bẫy. Nhiều người nói tôi không có trí thông minh, nhưng người thông minh thật sự không bao giờ phô trương. Tôi nhận ra rằng chúng ta ai cũng sống giản đơn khi còn nhỏ, trưởng thành rồi bạn sống đơn giản mới có được vui vẻ. Thứ 8, Tôn Lệ. Được đánh giá cao là một trong những viên ngọc quý về thực lực diễn xuất, nương nương Tôn Lệ cũng từng trải qua những nốt trầm buồn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Và khi chia sẻ cùng với truyền thông, Tôn Lệ cũng đã khiến nhiều khán giả phải suy ngẫm với những câu nói cực chất được cô đúc kết bằng những trải nghiệm đã qua. Hận một người, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, mà yêu thương mới có thể khiến cho nội tâm của bạn tìm thấy niềm vui thật sự. Thứ 9, Trịnh Sảng. Chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án bom xịt, những vai diễn bị cho là cứng đơ về khả năng, biểu cảm. Thế nhưng, Trịnh Sảng vẫn luôn là một trong những tiểu hoa đán vẫn được hàng triệu khán giả yêu mến vì nỗ lực học tập, kiên trì và cả sự thẳng thắn, mạnh mẽ hiếm có trong giới giải trí hiện nay. Là một trong những cô gái nổi tiếng luôn bị bủa vây bởi những chỉ trích, những scandal không mong muốn, Trịnh Sảng cũng đã có những câu nói đắt giá trở thành chân lý, lý lẽ để cô có thêm sức mạnh tiếp tục sinh tồn trong showbiz. Em biết mình còn trẻ, có lúc diễn xuất chưa tốt, nhưng em mong muốn dùng hành động thực tế để chứng minh mình rất coi trọng công việc này. Có những thứ em không tài nào lý giải được, nhưng em nguyện bằng lòng dùng thời gian nhiều hơn người khác để cố gắng.